Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2020 là năm khởi động chuyển đổi số quốc gia, được nêu rõ trong các nghị quyết của chính phủ với mong muốn lan tỏa thông điệp ứng dụng công nghệ số trong hoạt động chính phủ, doanh nghiệp và người dân trong toàn xã hội. Việt Nam Expo 2021 là một sự kiện đồng hành cụ thể hóa thông điệp của chính phủ với chủ đề đồng hành cùng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số, với mục tiêu tạo ra diễn đàn trực tiếp và trực tuyến giúp các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài giao lưu, quảng bá và tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa, mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Việt Nam Expo 2021 có sự tham gia của 320 doanh nghiệp với quy mô 300 gian hàng trưng bày thuộc các tổ chức xúc tiến và cộng đồng doanh nghiệp đến từ Cuba, Cộng hòa Liên bang Đức, Nhật Bản, Liên bang Nga, Mỹ, Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc và 18 tỉnh thành phố ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam. Việt Nam Expo đi tiên phong áp dụng mô hình triển lãm kết hợp Hybrid Exhibition bằng hình thức gian hàng trực tiếp đan xen giữa cụm gian hàng từ xa Remote Booth và kết hợp giao thương trực tuyến online B2B nhằm linh hoạt cách thức tiếp cận khi những trở ngại bởi doanh nghiệp quốc tế không thể sang Việt Nam, trong khi nhu cầu giao thương vẫn không ngừng tăng lên. Cách thức này đã được áp dụng trong các sự kiện từ cuối năm 2020 và sau một khoảng thời gian, hình thức này đã mang lại hiệu quả và uy tín tới cộng đồng doanh nghiệp cả trong và ngoài nước. Năm 2021, Việt Nam Expo là điểm đến thu hút gian hàng quốc tế với hai hình thức tham gia. Điểm nổi bật là khu gian hàng quốc gia Hàn Quốc và Trung Quốc. Với những nỗ lực xúc tiến thương mại bài bản, khu gian hàng quốc gia Hàn Quốc được điều phối bởi Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư COTRA, một đối tác truyền thống lâu đời của Việt Nam Expo, luôn tạo điểm sáng, thu hút khách tham quan trong nước bởi mô hình gian hàng được đầu tư chuyên nghiệp với các sản phẩm đa dạng về mẫu mã, gắn liền với thế mạnh của Hàn Quốc như điện tử tiêu dùng, thực phẩm chế biến sẵn, mỹ phẩm và gia dụng nội thất. Cụm gian hàng đến từ thành phố Suwon được thiết kế theo mô hình gian hàng từ xa. Các giao dịch song phương thông qua ứng dụng trung gian Zoom được ban tổ chức lên lịch sẵn và các nhà mua trải nghiệm sản phẩm trực tiếp tại gian hàng. Việt Nam là đối tác quan trọng của Hàn Quốc và mong muốn Việt Nam sẽ trở thành mắt xích chủ yếu trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Hàn Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất ô tô, điện tử, da giày, dệt may và mỹ phẩm. Việc tham dự Việt Nam Expo 2021 tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc thông qua gian hàng trực tiếp kết hợp online B2B, hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Tiếp tục mang sứ mệnh tạo đà phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm gắn liền với định hướng phát triển kinh tế địa phương, năm thứ 6 liên tiếp, cụm gian hàng Invest Việt Nam, khu gian hàng đầu tư phát triển công nghiệp được đặt tại vị trí trung tâm và dàn dựng công phu, đã giới thiệu những thế mạnh của chính sách thu hút đầu tư mới gắn liền với 7 ngành công nghiệp trọng điểm đến từ 7 tỉnh, thành phố Yên Bái, Bắc Ninh, Nghệ An, Khánh Hòa, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long. Hàng năm thì Cục Xúc tiến Thương mại giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Phát triển Công Thương triển khai phối hợp với các địa phương tổ chức cái khu gian hàng Xúc tiến Đầu tư Phát triển Công nghiệp Việt Nam. Thì năm nay Cục Xúc tiến Thương mại cũng đã mời được 7 địa phương tham gia. Thế thì sự khác biệt của cái gian hàng năm nay so với các năm ở chỗ là bởi vì là như mọi người đã biết là năm ngoái Covid đã làm cho các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư nói chung dừng lại. Thế thì chính vì vậy có một khoảng cách. Thế thì trong năm nay gian hàng xúc tiến đầu tư ngoài việc trưng bày các cái tiềm năng và thế mạnh của 7 địa phương đấy thì là còn có hỗ trợ kết nối trực tuyến giữa các địa phương với cả các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài. Thì tham gia cái buổi trực tuyến hôm nay cũng như là tại trực tiếp tại gian hàng thì còn có các đại sứ quán cũng nhằm mục đích là hỗ trợ cho cái việc mà thu hút đầu tư vào các tỉnh, thì là Cục Xúc tiến Thương mại là hoàn toàn là hỗ trợ các địa phương mọi mặt để nhằm làm sao cho kết nối trực tuyến bây giờ để chuẩn bị cho kết nối trực tiếp sau này. Trong khuôn khổ Việt Nam Expo đã diễn ra chuỗi hội thảo tập trung vào cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa với thương mại điện tử. Các chủ đề được xây dựng bám sát vào nhu cầu thiết yếu của doanh nghiệp đang hướng tới như bổ sung kỹ năng và giải đáp các thắc mắc trong quảng bá và gia tăng doanh số tại thị trường nội địa và xuất khẩu. Cụ thể, như hội thảo nắm bắt cơ hội xuất khẩu hàng tiêu dùng Việt Nam cùng Amazon, thương mại điện tử và các vấn đề pháp lý quan trọng, phát triển kinh doanh trong nước và xuất khẩu cùng sàn thương mại điện tử trong kỷ nguyên số hóa. Tọa đàm
đối thoại chính sách lĩnh vực phụ tùng ô tô. Chỗ hoạt động này đã cung cấp thông tin hữu ích đến từ các tổ chức pháp lý liên quan như Trung tâm WTO, VIAC và đại diện các sàn thương mại điện tử như Amazon, Alibaba, Sendor, v.v. Đại diện cho tất cả các cái nhà đầu tư cũng như các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thì mang đây tất cả những cái sản phẩm cũng như các cái chính sách và các cái danh sách kêu gọi đầu tư, các danh mục đầu tư, các dự án đầu tư để kêu gọi quảng bá với tất cả khách tham quan du lịch trong nước và ngoài nước. Trong thời gian dịch bệnh như này thì việc tham gia hỗ trợ này có ý nghĩa là rất là lớn. Nó mang lại đến cho chúng tôi một nguồn sinh khí mới để có những cái động lực mạnh mẽ. Chúng tôi đang tích cực mở rộng kênh đại lý ở các cái địa phương cũng như là các kênh bán hàng online trực tuyến để đẩy mạnh để đưa sản phẩm đấy gần với cả người tiêu dùng. Rất là kỳ vọng là được giao lưu và được tìm hiểu các bạn hàng đối tác và cũng là một dịp công ty giới thiệu các sản phẩm mới và chiến lược của công ty đến các thị trường ngoài tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam. Thực sự là đấy là mong muốn rất lớn của doanh nghiệp tại khi tham dự cái triển lãm này là được kết nối với các đơn vị cùng với có nhu cầu sử dụng các sản phẩm của công ty cũng như một số cái đơn vị có thể tham gia phối hợp để liên kết để chế tạo các sản phẩm chuỗi sản phẩm khác. Việt Nam Expo lần thứ 30 là dấu mốc đáng ghi nhớ trong bối cảnh dịch bệnh trên thế giới và trong nước đang ngày càng được kiểm soát tốt, mở ra nhiều cơ hội tiềm năng để doanh nghiệp tiếp cận, triển khai nhiều mô hình kinh doanh mới, đặc biệt mô hình kinh doanh số với tâm thế và mục tiêu mới. Với mạng lưới đối tác khách hàng xây dựng trên cơ sở dữ liệu hàng năm, trong sự kiện Việt Nam Expo lần này, công nghệ số được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quảng bá, kết nối giao thương đa khoảng cách giữa doanh nghiệp địa phương của Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.